Sau khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sáng nay, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tiếp thu, giải trình. Đánh giá nguồn lực của thành phố trong giai đoạn hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, bên cạnh việc ưu tiên tập trung cho các công trình dự án trọng điểm có tác động lớn đến kinh tế xã hội trên địa bàn, thì các dự án về an sinh xã hội cũng được tích cực triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn cũng có nhiều điểm sáng. Sau tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thực hành tiết kiệm, quản lý công tác thu chi, xử lý các kiến nghị của kiểm toán và quản lý tài sản công. Đây là lần đầu tiên thành phố chúng ta tổng rà soát về quản lý tài sản công và đã cho ra những cái kết quả bước đầu như vậy để mà có cái tập trung lãnh đạo chỉ đạo, và thành phố cũng đã sắp xếp các cái tài sản công này. Cái gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì đang sắp xếp, cái gì thuộc thẩm quyền của trung ương thì đang đề nghị và quan tâm sử dụng các cái tài sản công này để phục vụ cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, mở rộng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, các khu công cộng, vân vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, cùng với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tổ chức tốt các hoạt động kích cầu du lịch, đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch phân khu, giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục rà soát cho chủ trương đối với những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri quan tâm. Đối với dự án chậm triển khai, thì hiện nay là Ủy ban thành phố đã chỉ đạo và các quận huyện đã đề xuất rất nhiều cái dự án quy hoạch rồi chúng ta không triển khai được thì sẽ hủy bỏ. Trước đây chúng ta thấy rằng một nhà đầu tư nào đó quan tâm thì chúng ta xem như đó là một quy hoạch ảnh hưởng đến cái việc triển khai, thì tới đây chúng tôi hủy, thu hồi tất cả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình cũng như những nội dung đã cam kết tại những kỳ họp trước đây và kỳ họp này, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để quyết liệt khắc phục những khó khăn hạn chế, triển khai mạnh mẽ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra trong thời gian đến.